Wow, nào ơi, ở đây phát hiện một chú voi ké đây này. Một chú voi ké đen 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 đây này. Con bắt đi. Nào. Anh là đi trên đường tìm voi chú voi thứ hai nhá. Wow, ngân hàng ơi, lại phát hiện ra một chú voi trên trên cái ké này, con bắt đi. Wow, đã phát hiện một chú voi ké này. Ngân hàng bắt đi. Ôi, đi đâu bây giờ mất rồi. Bạn ngân hàng, đang cầm đây, một chú voi đây này. Đấy, đang bỏ rất nhanh nhé. Các bạn dưới xuôi là không biết đâu, nhưng mà ở trên này người ta gọi là voi ké đấy. Bắt lại để chơi một trò chơi nhá. Nào, đi nào. Hai chú voi đang đi trên cầu, chú nào trèo lên. Wow, chú voi, một chú voi bên tay và đã thắng rồi nha. Ngân Hà chào các bạn đi con. Hôm nay bạn Ngân Hà sẽ đi bắt con voi ké nhá. Rồi chơi voi ké đi cầu nhá, cho các bạn xem nhá. Wow, Ngân Hà ơi, ở đây phát hiện một chú voi ké ở đây này. Một chú voi ké đen 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 đây này. Con bắt đi. Bạn Ngân Hà đang bắt đây. Rồi, con cho vào cái hộp nào. Vào chưa? Cho vào rồi, con lấy ít lá ké này, con cho vào trong hộp nào. Voi ăn nhá. Lần đi nữa đi. Ngân Hà đi tìm con tiếp theo nào. Anh Hà đang đi trên đường tìm voi chú voi thứ hai nhá. Wow, Ngân Hà ơi, lại phát hiện ra một chú voi trên trên cái ké này, con bắt đi. Nào con rơi, các bạn xem nào. Ê, một chú voi ké nào. Con rơi lại đi. Các bạn chưa nhìn rõ đâu. Ê, một chú voi ké này đấy. Rồi con cho vào trong hộp nhá. Cất kỹ vào, không nó bay mất đấy. Ngân Hà ơi, thử tìm xung quanh đây mình thấy con voi nào không? Xem cây này nào. Đây là cái ké mà các chú voi hay đây. Hay ở nhá. Tìm cái cây này nào. Cũng không thấy chú voi nào Ngân Hà. Bạn Ngân Hà đi tìm trên đường tìm voi nhá. Con thử ra chỗ này xem nào. Có thấy chú voi nào không? Tìm voi ké thôi. Wow, đã phát hiện một chú voi ké này. Nào bắt đi. Ôi, đi đâu bây giờ mất rồi. Bây giờ để bác tìm hộ nhá. Một chú voi ké nhá. Một chú voi ké đấy. Nào, bây giờ cho vào hộp nhá. Cho rồi. Đấy, thế là Ngân Hà đã bắt được 3 chú voi ké rồi nhá. Tìm tiếp rồi. Wow, đã phát hiện một chú voi thứ 4 này. Con cho vào hộp của mình, con rơi cho các bạn xem nào. Cho vào hộp mất rồi. Thế là Ngân Hà đã bắt được 4 chú voi rồi nhá. Mình thử tìm quanh quanh đây xem có thấy chú voi nào không. Đây là những cái ké này mà các chú voi hay ở này. Cũng không thấy chú voi nào Ngân Hà nhỉ. Xem thấy chú voi nào nữa không nào. Chú voi ké đấy nhỉ. Đi ra ngoài thôi. Wow, bạn ơi, đã thấy chú voi thứ 5 rồi. Đây, một chú voi ké nhá. Chú voi này trông rất khỏe mạnh đấy. Đây, chú voi đây. Hãy Ngân Hà bắt vào đi. Rồi, con cho vào nó nào. Rồi. Bây giờ mình đi về kia rồi mình nghiên cứu các chú voi nhá. Xong mình chơi một trò chơi là voi đi cầu nhá. Đi ra ngoài đi. Được, bắt đầu khám phá những chú voi ké nhá. Đây là những chú voi ké đây. Đây, bạn Ngân Hà đang cầm đây, một chú voi đây này. Đấy, đang bỏ rất nhanh nhé. Các bạn dưới xuôi là không biết đâu, nhưng mà ở trên này người ta gọi là voi ké đấy. Đây, chú đang bỏ rất nhanh. Nào, một chú voi thứ hai đây. Đây, trong cho ba để bác miêu tả là trong này là bạn Ngân Hà đã bắt tổng cộng 5 chú voi nhá. Đất tướng. Ngân Hà đang quan sát những chú voi ké nhá. Đấy. Chú voi này là bao gồm có 6 cái chân và 1 cái vòi nhá. Đây, chú đang bò rất nhanh. Đây, cái vòi của chú có 2 cái râu này mà hình chú màu đen. Các bạn xem. Đấy,
Rồi có hai cái rơm hình màu đen nhé. Bây giờ chơi là hai chú voi đi cầu nhé. Chú voi nào mà trèo qua người chú voi kia là chú ý thắng. Nào, bắt đầu. Ôi, chú voi kia đã tránh đường rất khôn. À, vậy là hai chú voi đều tránh nhau. Thế là chưa phân thua thắng bại. Lượt thứ hai, hai chú voi bắt đầu đang trên đường đi nhá. Ôi, một chú voi bay rồi. Bắt lại để chơi một trò chơi nhá. Nào, đi nào. À, chú voi đang đi trên cầu, chú nào trèo lên. Wow, chú voi, một chú voi bên tay và đã thắng rồi nha. Chú đang trèo lên ngạo nghễ ở đây này. Đấy, thắng rồi. Rồi 1-0 nha. Đợt chơi thứ ba đã bắt đầu. Nào, hai chú voi đang đấu trường rất căng thẳng, đang đánh nhau. Wow, chú voi của ba đã thắng chú voi của chú. Chú voi của bạn ngân hàng rồi nhá. Đây, bạn ngà đã thua rồi. Thế là bạn ngà đã thua 2-0 rồi đấy. Chơi thứ tư nhá. Ô, một chú voi của bạn ngà đã bị rơi xuống rồi. Bây giờ phải chơi lại đây. Nào, con voi của bạn ngân hàng là bên tay trái, còn con voi của ba là bên tay phải. Một chú voi bạn ngân hà đang bị ngủ đây. Nó ngủ, nó không chịu dậy. Đợt chơi thứ tư, hai chú voi đang đấu trí rất nát. Ô, chú voi của ba đã quay đầu rồi. Ô, chú voi của ba đã thua chú voi của bạn ngân hà rồi. Ê, nó bám rất chắc này. Chú voi của thua đang chạy đây. Thế là voi của ba đã bị thua rồi. Lượt chơi thứ 5, hai chú voi đang đấu trí rất căng thẳng. Nào, hai chú voi đã tránh được nhau rồi. Wow, hai chú voi rất thông minh nhá, đã tránh nhau rồi, không chú voi nào phân thua thắng bại. Bây giờ lại phải cho hai chú voi đi lại nhá. À, bên tay trái voi của ba bên tay phải này. Bây giờ thắng. Wow, bạn Nga đã thua ba rồi nhá. Con voi của ba đã trèo lên trên đỉnh con voi của bạn như là, thế là con voi của ba đã giành thắng lợi nha. Thế là đang trên đường thả các chú voi về với thực nhiên sau khi là đã nghiên cứu và chơi rồi, chơi trò chơi là voi đi cầu rồi. Bây giờ ngân hà đi thả chú voi về cái ké nhá, về với tổ của nó nhá. Bạn ngân hà đang thả chú voi về cái ké nhá. Rồi, một chú voi này, bà thả này, đấy, một chú voi ở trên ké rồi đấy. Cái nào ơi, con lấy những chú voi này, thế con thả về đi. Ừ. Con để những cái, con để lên cái ké được. Hai chú nha, à, thả về với tự nhiên nha. Thả các chú còn lại đi. Các chú con này về với tự nhiên của nó nào. Đây, bạn nào đang thả đây. Ba chú nha. Đây, chú voi lên. À, bác ơi, trong mình đây vẫn còn mấy chú này. Con thả lốt về nè. Thả lốt đi. Bạn đang thả về. Chú voi ấy, chú voi ké. À, còn một chú nữa. Bạn ngân hà đã thả đường đây. Ngân hà cầm hộp đi. Bây giờ ngân hà chào tạm biệt các bạn đi con. Ừ, hai ba con hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình sau nhé. Hai ba con về thôi.